quý vị, ngày 9 tháng 4, chính quyền bang Delhi, Ấn Độ đã yêu cầu tất cả các trường công và tư tại bang đóng cửa cho đến khi có chỉ thị tiếp theo, khi số ca mắc COVID-19 tăng vọt tại khu vực này. Trong khi đó, Sở Giáo dục Delhi ban hành thông tư chính thức, trong đó yêu cầu các trường lập tức tạm dừng mọi kỳ thi cho đến khi có thông báo tiếp theo. Trong những ngày qua, bang Delhi ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng mạnh. Theo số liệu chính thức được công bố sáng 9 tháng 4, bang này có thêm hơn 7.400 ca mắc và 24 ca tử vong trong 24 giờ qua. Cũng trong ngày 9 tháng 4, chính phủ Đức thông báo các lãnh đạo nước này sẽ nhất trí siết chặt luật quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Phó phát ngôn viên chính phủ Ukraine Vremer cho biết, Đức đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 3 của COVID-19, do đó chính quyền liên bang và các bang đã nhất trí bổ sung luật quốc gia.